Cựu biên tập viên thời sự 19 giờ Quang Minh bất ngờ cưới vợ tuổi 41. Mới đây nữ nhà văn Linh Lê bất ngờ chia sẻ trên trang cá nhân của mình một bức ảnh cưới với lời tựa đề vô cùng ngọt ngào. Quan trọng hơn chú rể trong bức ảnh cưới này là biên tập viên Quang Minh người đàn ông thời sự được nhiều khán giả Việt Nam yêu mến. Nữ nhà văn xinh đẹp Linh Lê còn mượn câu chuyện của nhân vật Fran và Riley trong bộ phim Five to Seven làm lời đề tựa cho bức ảnh hạnh phúc này vẫn có nhiều cách nhìn khác về cuộc sống có thể có những người đến với nhau chỉ để kết hôn còn có những người sinh ra để dành tình yêu cho nhau cũng có những người như tôi như anh chúng ta sinh ra cho nhau để dành tình yêu cho nhau và để kết hôn với nhau ngay sau dòng chia sẻ của linh lê rất nhiều lời chúc phúc đã được gửi tới nhà văn xinh đẹp và biên tập viên quang minh đáp lại những lời chúc phúc của mọi người linh lê điều like cảm ơn nhưng không hề bình luận Trước đó, nữ nhà văn xinh đẹp cũng chia sẻ hình ảnh mặt váy cô dâu trên trang cá nhân của mình, nhưng vô cùng kính tiếng chuyện chia sẻ về chú rể. Theo một số nguồn tin thân thiết cho biết, đám cưới của nữ nhà văn xinh đẹp và biên tập viên Quang Minh sẽ diễn ra trong thời gian tới. Được khán giả gọi là người đàn ông thời sự, biên tập viên Quang Minh rất kính tiếng dù là một người làm truyền thông. Rất nhiều người thắc mắc về cuộc sống gia đình của biên tập viên Quang Minh. Sinh năm 1976, ít người biết rằng, biên tập viên Quang Minh học Đại học Ngoại giao chứ không phải chuyên ngành báo chí. Khi mới thử sức ở đài truyền hình, anh được phân công dẫn chương trình thể thao. Sau đó anh được chuyển qua chương trình chào buổi sáng, dẫn bản tin thời sự 19 giờ, đảm nhận cả chuyên mục thời sự và hội nhập. Ngày 18 tháng 4, anh chính thức không còn là thành viên của ban thời sự VTV, thay vào đó, biên tập viên Quang Minh đảm nhận vị trí giám đốc VTV24 được khán giả gọi là người đàn ông thời sự. Anh được vinh danh là người dẫn chương trình truyền hình được yêu thích nhất do khán giả bình chọn nhiều năm. Còn Linh Lê, cô gái sinh năm 1986, là một nhà văn trẻ thuộc thế hệ 8X. Cô sinh ra và lớn lên tại Đà Nẵng, trong một gia đình có truyền thống về văn chương. Linh Lê từng đoạt các giải thưởng dành cho thơ ca và truyện ngắn. Trong cuộc thi viết do Hội Văn nghệ Thiếu Nhi Thành phố tổ chức năm 1999,